chào cả nhà. Bây giờ đã là 5:30 chiều. Thì em xin review cái con đường quê, chuẩn bị làm lộ cho cả nhà xem. Trước màn hình điện thoại đó chính là chiếc xe của em. Còn đây là con đường đã được sáng múc, múc đất đắp hai bên và bơm cát cái rãnh ở hai bên mé lộ. Đây, con đường quê em chuẩn bị làm lộ. Có một chiếc xe đang chạy lên. Đây là hướng đi về nhà thờ, đi về hướng gạch sậy. Wow, cái cây bông tràng của mình. Cái bông tràng đỏ này. Và đây, sẵn tiện đây em xin giới thiệu với cả nhà cây đổ trọng. Cây đổ trọng chị đẹn rất là hay. Chị đẹn và chị dời ăn luôn nha các bạn. Thì vừa rồi mình cũng bị dời bò. Và mình thoa mũ cây đổ trọng này. Chỉ cần 2 đến 3 lần là trăng sẽ đục lại và khép miệng, đóng hành mài và hết. Hay lắm các bạn. Đây nè, cái lá. Xong mình giật cái lá xuống cho ra mũ, rồi mình chấm vô miệng nếu như bị đẹn, và chấm vô chỗ mà bị dời ăn. Nó mũ như vậy nè các bạn. Mình nhìn kỹ nha. Đây, mũ của cây đổ trọng đó. Wow, nhiễu xuống tay à. Đây là cây đổ trọng. Bông màu đỏ. Trời ơi, rộ quá trời. Sáng múc dần dần xình. Rồi, chắc mình phải kết thúc video ở đây. Sơ lược như vậy. Rồi, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.